Rồi cho bà thân tính xin chào anh em. Mình mới về con bò này quá trời con bò luôn anh em coi nè. Mình bắt nó đi nãy giờ trời ơi anh em ơi, nó chạy một cái nó lôi mình chân cẳng không còn thứ gì hết. Anh em coi cái lưng nè. Hết hồn con bò chưa. Cổ gô cổ chút xíu. Coi quá trời cạnh đuôi nó luôn anh em ơi. Nó lôi trời ơi, mình với ông xe không chết luôn. Hết biết cái đít luôn này mọi người, cái lưng. Cái con hồi trưa mình đăng lên cái con dữ nó không lợi. Con ông xin đi bò này. Bò này khủng khiếp luôn. Đó, cầm đuôi nè, hết hồn luôn em ơi. Về hai con kem. Con anh em coi nè, cặp kem nè. Kem này thì 6 tháng anh em ơi. 6 tháng rồi. Cái này thì 6 tháng. Cổ F2 không à nha. Cổ thẳng không à, chứ không có đó, xương cối không à, anh em thấy không? Đít nè. Thằng đuôi chà bá lửa luôn. Rồi ơi, nó ăn một cái nha. Con bò này cái mặt độc. Lưng nè. Hết hồn của lưng bò. Mình bắt được ba con. Chút xíu nữa mình chở mẹ con đít muối về cho anh em xem. Dữ thần lắm. Mà giá cũng nhán nhán rồi. Hôm nay mấy con bò mình về mình bán hết rồi. Còn một con này. Còn con này. Nó năng nè anh em thấy không? Đó nó năng đó anh em thấy không? Hết hồn chưa? B là năng vậy đó anh em. Quỷ này nó la hoài ta. Anh thấy ta lên xe bắt đầu nó la vậy đó. Đây. Lô này anh em thấy không? Con này cái cạnh đuôi nó dữ lắm. Nó dài rồi mà nó lòng sát. Nhưng mà cái đầu nó hơi dở một xíu anh em ơi. Chung thì tiền nào của nó. Nó nhít hơn con bò bên đây là một chấm bò đó. Nhưng cặp bò kem này nè. Còn cặp bò kem thì hết nói nổi rồi. Vừa xuống xe ăn cái mất thở. Mình chở được ba con. Xương cối không ha. Cổ là cổ cục không à, anh em thấy nó cái dây nè, anh em nhìn dây trước nó nè, hở ra thấy ghê không đó, cái phê mặt nè. Chân một cái khủng khiếp bò luôn, hai bò này chân dữ thần luôn, lớn con lắm. Tầm mấy bò này anh em nuôi là nữa giờ là 60 triệu là chuyện thường, nuôi là 60 triệu là chuyện bình thường. Cánh đuôi con này là trên mua lưng rồi. Giờ là mình đắp bò, mình gom bò về nhiều nè anh em. Bò dữ không á anh em. Cạnh đuôi anh em thấy hết hồn không. Như con này là cái lưng nè. Khủng khiếp luôn, cái cổ nó ngắn ngủn luôn con bò thiệt. Tôi thấy rồi tôi không chịu nói mà chú nhà. Là vừa cho ăn cỏ mà anh em nghĩ đi. Cái cây chuối cây anh em. Tôi sắc ra tôi cho ăn kèm thêm á, là tại không đủ cỏ á. Trời ơi nó ăn thôi. Khủng khiếp luôn. Bò này thì giá là con bò này thì phải trên 30 nghe nè. Con bò này tôi nói trước tại vì tôi mua căng dữ lắm. Bò này là của chú này bên Thanh Cha Đảng mà về hưu nè. Của tỉnh Trà Vinh nè. Chú bán cái mình vô mình không có xin bớt được nhiêu chứ con bò này không có xin bớt được nhiêu. Quá trời cả. Con bò này dữ lắm anh em ơi. Bùng nó bùng mà cái đít nó dữ lắm. Mình quay cho điện thoại không hết bò nổi đâu. Đít dữ thần rồi đít. Cũng khiếp cái đất luôn à. Nó 7 tháng bò cắt sữa rồi luôn. Không người hay thì không có một miếng xuống bụng. Mẹ đó là con mẹ kem. Mẹ kem chặn nhất cỡ bò cái chữ của mình trong. Nè. Đó. Anh em thấy nó ăn không? Quay cho anh em xem. Bỏ bữa chiều bò bò bê đang ăn. Gít đầu nó ăn luôn. Hai anh kem nó ăn. Nó thòn không có la miếng. Hai con này nó xứng dữ lắm anh em. Hai bò xứng xương cối móng đứng mặt đẹp thì sợ luôn, con đuôi chà bá nữa. Lâu lắm rồi mới thấy được con kem vàng như vậy nè, cái mặt của nó đang lỗ tai nhỏ xíu à. Con F2 là phải đúng chuẩn là lỗ tai nhỏ nè, mỏ bự nè, cổ cục đó, cái dây trước anh em nhìn cái dây trước nè, hai cái dây nó hở như vậy nè, người ta nói là dây đôi đó, chỗ này có đường kẻ bởi vì nhiều người đăng người ta nói là chảy nước đậu nước gì không chảy đó, thứ này đó anh em đó, nhìn em cổ nè. Nó ngủng luôn.
con này lông sắc lẻm này, không đường nào chê nữa, hay quá trời. Còn một cái của mình nè, hết hồn. Vô đây ơi, em này vô đây anh em ơi. Vô đây là bắt đầu mình thả thức ăn dầm cho nó ăn. Còn cái chữa nè, chút cái chữa này thì tại anh em à, nói chung ai mua được thì mua, còn rồi chứ mình không có bán, muốn không muốn bán nữa, tại vì con bò người ta đã hai con đực, hai con đực không của nó mình mua là 2 tháng trước là 30 triệu, là anh em biết cỡ nào không? Hai con như vậy đó, con trước là mua 27 triệu, con sau là mua 30, thì anh em thấy nó cỡ nào. Đây giờ là mình cho nó ăn thức ăn gì nè anh em. Ê, quay cho anh em xem đó, trực tiếp ăn mất thở luôn đó, thấy không? Rồi thấy không, con bò này bự dữ lắm, dài tôi nói cái xe 700 kg này chả không vừa đó, phải xe 1 tấn 4 chả mới được. Rồi chút xíu nữa mình về một con mẹ, con đít muối, con mẹ có chịu được 3 tháng, con nhé được 5 tháng rưỡi. Chút mình quay lên cho anh em xem ha. Rồi hiện tại là mình về được bao nhiêu đây thì ngày mai về tiếp anh em. Rồi chào bà Thanh Tính, xin chào anh em ha, cảm ơn anh em đã ủng hộ chạy của mình. Ví dụ như mà anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ha, khi mà mình đăng video lên là sẽ nhận được thông báo mới nha. Rồi, chào mình sát lộ gì nè. Rồi, xin chào anh em.